Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số này miền Trung thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Xổ số miền Trung hôm nay có hai đài Đà Nẵng và đài Khánh Hòa. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số miền Trung giải 8 đài Đà Nẵng 1 2, đài Khánh Hòa 5 5, giải 7 đài Đà Nẵng 8 3 6, đài Khánh Hòa 9 1 2. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn cho mình được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn.